có một vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, mà trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng. Không chỉ được biểu hiện ở các hoạt động như trao đổi đoàn các cấp hay các kế hoạch hợp tác quan hệ quốc phòng Việt Nam-Lào, còn được chứng minh qua nhiều hoạt động thực tiễn mà giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới đây là một minh chứng sinh động. Phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương xung quanh ý nghĩa của sự kiện này. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa ông, đường lối đối ngoại nhất quán của ta trong việc củng cố cũng như là phát huy mối quan hệ với nước bạn Lào được xác định như thế nào? Chúng ta hiện nay có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Và cái đường biên giới trên bộ giữa ta và Lào là dài nhất trong ba nước mà chúng ta có cùng chung đường biên giới trên bộ, và cũng dựa trên, đặc biệt là dựa trên cái truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong cả cái quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ độc lập và xây dựng đất nước trong thời gian vừa qua. Quan hệ của ta với Lào giữ một vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Lào thì đã góp phần ra sao để thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam-Lào trong thời gian vừa qua thưa ông? Quan hệ quốc phòng, an ninh giữa ta và Lào có một cái bề dày lịch sử. Nó phản ánh cái yêu cầu khách quan của cái sự nghiệp cách mạng cũng như là bảo vệ những thành quả cách mạng. Thế bây giờ thì mối quan hệ đó lại càng là quan trọng. Hiện nay là hai nước đều có hòa bình, nhưng mà đồng thời cũng vẫn phải luôn luôn nâng cao cái khả năng quốc phòng, phải đối phó, vẫn phải đối phó với những cái thách thức, vẫn phải đối phó với những cái chính sách, những cái thủ đoạn của cái thế lực xấu ở trong và ngoài nước. Cho nên là cái hợp tác, cái mối quan hệ đặc biệt về mặt quốc phòng và an ninh giữa hai nước có một vị trí, có tầm quan trọng rất là lớn, và được thể hiện qua cái việc là có cái trao đổi thường xuyên ở cấp cao nhất, khẳng định đây là một cái trụ cột của mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước, và được thể hiện cụ thể qua các cái chương trình, các kế hoạch hợp tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam với các cái cơ quan liên quan của phía bạn Lào, rồi là liên quan đến những vấn đề rất cụ thể, ví dụ như về vấn đề bảo vệ, quản lý đường biên giới, tuần tra chung ở biên giới, mà tôi cũng được biết là sắp tới là có một cái hoạt động rất quan trọng là giao lưu biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào, giữa quân đội của hai nước, rồi là cùng với nhau phối hợp để mà đấu tranh để chống các cái hoạt động tội phạm, đặc biệt là hiện nay cái vấn đề tội phạm xuyên quốc gia nó đặt ra những thách thức ngày càng lớn, những cái hoạt động rất là toàn diện ở nhiều cấp cả trung ương và địa phương. Vâng, dự kiến vào trung tuần tháng 12 tới đây thì sẽ diễn ra giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ nhất. Vậy thì hoạt động này sẽ có ý nghĩa cũng như là đóng góp ra sao đối với việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam Lào? Cái sự kiện đó có ý nghĩa rất là đặc biệt, bởi vì là một cái thể hiện rất là sinh động cho cái mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Một cái thể hiện rất là rõ cho cái quan hệ hợp tác về quốc phòng an ninh giữa Việt Nam và Lào. Và đó là thể hiện là trụ cột. Và cũng qua cái đó thì không những là giúp tăng cường cái quan hệ, tăng cường cái khả năng phối hợp, tăng cường cái hiểu biết lẫn nhau và cái quan hệ giữa lực lượng vũ trang của hai nước, mà còn cả giữa các địa phương của hai nước, thì rõ ràng là nó cũng lại giúp vào vấn đề thúc đẩy cái quan hệ chung của hai nước. Xin cảm ơn ông một lần nữa về cuộc trao đổi ngày hôm nay.